Nón lá là từ khóa khá hot ở Huế. Chúng ta vốn quen với chiếc nón lá truyền thống, nên khi nhìn thấy chiếc nón từ lá bàng thực sự vô cùng thú vị. Chiếc nón trong suốt như thế này liệu có che mưa, che nắng được không? Nhiều người nói tôi là điên. Làm cái nón gì trong suốt mà không che được nắng? Nhắc tới Huế là nhắc tới những cô gái dịu dàng trong tà áo dài và đầu đội chiếc nón lá bài thơ. Tôi quyết tâm làm chiếc nón xương lá bàng, mặc dù chưa biết thành công hay sao, nhưng mà tôi vẫn cố gắng làm. Cho đến lúc thành công thì tôi cầm chiếc nón lên là tôi rơi nước mắt. Để làm ra một chiếc nón xương lá cần rất nhiều công sức. Đầu tiên, cần chọn nguồn lá sao cho đẹp để hái, đem về ngâm vào bột baking soda, muối nở để lá phân hủy. Khoảng 1,5 tháng sau, đem ra chải hết phần mục để lấy xương lá, phần còn màu xanh nguyên thủy. Tiếp là công đoạn tẩy trắng, ghép xương lá lên vành nón, sao cho đẹp, đều và phần cuốn trụm lại đồng tâm thành chóp. Cuối cùng, đưa cho thợ chầm nón qua công đoạn chống ẩm, chống thấm để tránh mốc. Công đoạn mà khó khăn nhất trong làm cái nón xương lá bàng vào cái lúc mà dùng băng chải để đánh từng chiếc lá mà mỏng tan, và nếu như đánh thuận chiều còn ngược chiều thì sẽ bị rách. Làm cho được 100 chiếc lá thì chải thì còn lại khoảng 60% thôi, mất hết 40%, cho nên chỉ là đến lúc hoàn thành thì còn 7-8 cái hoàn hảo thôi, thì không được nhiều như mong muốn. Và công đoạn này là nếu như hoàn thành thì đòi hỏi sự kiên nhẫn cao lắm. Nhìn chiếc nón xương lá có vẻ mỏng manh, nhưng nó có thể sử dụng chắc chắn như một chiếc nón bình thường. Người dùng có thể đi mưa thoải mái, không sợ ướt và nón sẽ khô tự nhiên. Nếu lấy chiếc lá bằng rừng mà làm một sản phẩm khác thì chắc hẳn là chưa thành công đâu. Nhưng mà đây là một cái công việc mà tôi muốn làm để mà sau này đưa đến một sản phẩm cho du lịch Huế. Chiếc nón lá là một chiếc nón mang tính truyền thống, nhưng chiếc nón xương là bằng rừng thì là một sản phẩm thân thiện với môi trường, vì đó là một chiếc nón làm từ lá, và đây cũng là một điểm nhấn của du lịch Huế.